Xin chào tất cả các bạn, em tên là Lê Minh Tuấn và số sinh viên là 1816-1174. Sau đây em xin trình bày về phần bài tập 4 môn vi sinh lý. Để yêu cầu là cho biết một set 887 kết nối với 3 led bế đoạn theo phương pháp quét đếm từ 000 đến 059. Đầu tiên là phần mô phỏng inductor. Ở đây bit một set 887, em chọn bọt C, gồm 7 chân là từ RC0 đến RC6, sẽ là bọt xuất dữ liệu lên 3 led bế đoạn. Và bọt C từ chân RD0 đến chân RD2 sẽ là bọt điều khiển 3 led bế đoạn. Ở đây led bế đoạn em chọn là anode chung, cho nên tại giá trị của led bế đoạn có giá trị bằng 0 thì giá trị đó sẽ sáng. Còn tại vị trí của led bế đoạn có giá trị bằng 1 thì vị trí đó sẽ tắt. Ở đây em dùng cổng đảo để đảo giá trị khi truyền dữ liệu vào led bế đoạn. Tiếp theo là về phần lưu đồ. Thì đầu tiên sẽ là begin, sau đó là luôn mở bế đoạn từ 0 đến 9. Ta sẽ gọi biến đếm và gán chỉ biến đếm bằng 0. Ta sẽ dùng vòng lặp để tách hàng đơn vị hàng chục và hàng trăm của biến đếm. Sau đó sẽ giải mã và hiển thị giá trị của biến đếm ra ngoài led bế đoạn. Tiếp theo sẽ thực hiện phép tính. Giá trị biến đếm sẽ được cộng lên một đơn vị. Và sau đó sẽ được so sánh biến đếm lớn hơn bằng 60. Nếu như điều kiện này đúng thì sẽ quay lại từ đầu và gán giá trị biến đếm bằng 0. Nếu như điều kiện này sai thì sẽ quay lại hiển thị và tiếp tục thực hiện vòng lặp tách hàng chục, hàng trăm và hàng đơn vị của biến đếm, sau đó giải mã và hiển thị giá trị biến đếm ra ngoài các bế đoạn và tiếp tục cộng giá trị biến đếm lên một đơn vị cho đến khi thỏa mãn điều kiện giá trị biến đếm lớn hơn hoặc bằng 60 thì sẽ quay lại từ đầu và gán lại giá trị biến đếm bằng 0. Tiếp theo là về phần code. Đầu tiên là về khai báo thư viện. Thì đây khai báo tên bit, khai báo thư viện, khai báo thông số tiếng Anh và lưu giá trị của lưu mã bế đoạn. Ta sẽ khai báo biến là biến đếm và biến nghi. Ta sẽ gọi một hàm được gọi là hàm hiển thị. Trong này sẽ sử dụng vòng lặp for để hiển thị 3 led bế đoạn. Giá trị vòng lặp for là 0 cho tới 30. Lệnh AUD 0FB có nghĩa là xác định vị trí của led bế đoạn hàng trăm, tương đương là 1111 1011. AUD C mã bế đoạn biến đếm chia cho 100. Lệnh này có nghĩa là ta sẽ chia biến đếm và lấy phần nguyên. Ví dụ ta có giá trị biến đếm bằng 120, khi chia cho 100 lấy phần nguyên thì ta sẽ được giá trị là 1. Thì tại led hàng trăm sẽ hiển thị là số 1. Tiếp theo là delay 10 ms, sau đó là output D, có nghĩa FF. Lệnh này dùng để tắt hẳn led bế đoạn trước khi chuyển sang trạng thái tiếp theo. Lệnh này được dùng để chống lem led bế đoạn hàng chục. Output D, có nghĩa FD, dùng để xác định vị trí của led bế đoạn hàng chục. Output C, mà bế đoạn đếm phần trăm 100 chia 10. Lệnh này có nghĩa là biến đếm sẽ được chia cho 100 lấy phần dư, sau đó chia cho 10 lấy phần nguyên. Ví dụ ta có biến đếm 120, thì khi cho chia cho 100 lấy phần dư ta sẽ được 20, sau đó chia cho 10 lấy phần nguyên ta sẽ được số 2. Thì con led tại hàng chục sẽ hiển thị số 2. Sau đó delay 10 ms và tiếp tục là output D không FF, dùng để tắt hẳn trạng thái của led trước khi chuyển sang trạng thái tiếp theo để chống lem. Output D nhân 0 nhân FE là vị trí của led hàng đơn vị. Output C mã bế đoạn đếm phần trăm 10, tức là chia cho 10 lấy phần dư. Biến đếm bằng, ví dụ biến đếm bằng 0.06 khi chia cho 10 lấy phần dư ta sẽ được số 6. Khi đó led bế đoạn hàng đơn vị sẽ hiển thị số 6. Delay 10 ms, sau đó sẽ output D 0FF dùng để tách hàng led bế đoạn để chống lem. Tiếp theo là về chương trình chính. Thì đầu tiên ta sẽ mặc định bọt C và bọt D sẽ là hai bọt xuất dữ liệu lên 3 led bế đoạn. Ta sẽ xác định trạng thái ban đầu của led là trạng thái tắt với câu lệnh là output D 0FF. Thì đầu tiên ta sẽ gán chỉ biến đếm bằng 0 theo lưu đồ. Đây, ta sẽ gán chỉ của biến đếm bằng 0. Tiếp theo ta sẽ gọi hàm hiển thị để hiển thị giá trị của led bế đoạn, hiển thị
giá trị biến đếm ra ngoài lớp bay đoạn. Nó sẽ tách hàng chục phần trăm là hàng đơn vị biến đếm, sau đó giải mã và hiển thị ra ngoài lớp bay đoạn. Tiếp theo sẽ cộng giá trị biến đếm là một đơn vị. Và sau đó so sánh giá trị biến đếm với 60. Nếu như điều kiện đúng sẽ quay lại từ đầu, nghe anh chị biến đếm bằng không. Điều kiện đúng sẽ quay lại từ đầu. Nếu sai thì sẽ quay lại hiển thị xuất giá trị biến đếm ra ngoài led bảy đoạn. Ta sẽ cho chạy chương trình. Ở đây em đã nạp sẵn code vào trong Bitmain 1687, nó sẽ quét và chạy từ 0 cho tới 59. Thì ở đây nguyên tắc hoạt động là tại một thời điểm chỉ có một led bảy đoạn sáng. Tại một thời điểm chỉ có một led bảy đoạn sáng. Và nó sẽ tắt sáng luân phiên. Ta sẽ cho nó chạy từ 0 cho tới 59. Khi cho giá trị 59 thì nó sẽ quay lại giá trị 0. Phần trình bày của em xin hết. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.